Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phản trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, nước non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạch yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Thank you.